Xin chào quý vị và bà con, mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 24 tháng 12 trên kênh VTC 14. Thưa quý vị và bà con, hiện tại đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống nước ta. Đêm nay thì khối khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và từ ngày mai khối khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ. Thời tiết sẽ có những chuyển biến đáng kể, mưa rào rải rác xuất hiện tại các tỉnh phía Đông, sau đó sẽ lan dần sang các tỉnh phía Tây từ chiều tối và đêm ngày mai. Trời chuyển rét khi nhiệt độ cao nhất ngày mai không vượt quá 20 độ. Thưa bà con, hiện tại các diện tích trồng rau màu vụ đông tại miền Bắc đang phát triển khá tốt. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, có sương mù vào sáng sớm, sau đó thì lại có mưa do tác động của không khí lạnh, bà con trồng khoai tây cần chú ý với bệnh xoăn lùn. Bệnh do virus lây truyền do dẹp chích hút từ cây bị bệnh truyền sang cây khỏe hoặc là lây truyền qua vết thương cơ giới. Hiện nay bệnh chưa có thuốc đặc trị, vì vậy bà con cần chủ động phòng bệnh là chính. Chúng ta nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nếu thấy cây có triệu chứng của bệnh thì sẽ phải nhổ bỏ cả cây và củ bị bệnh để tiêu hủy, sau đó phun trừ dẹp, môi giới truyền bệnh bằng các loại thuốc theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Quay trở lại với những thông tin thời tiết tại các tỉnh miền Trung, đêm nay thì thời tiết nhìn chung chưa có biến động gì nhiều, nhưng từ trưa chiều ngày mai khi khối khí lạnh được dồn hơn xuống phía Nam thì thời tiết tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bắt đầu có sự thay đổi. Trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận thì ngày mai trời vẫn có nắng, mức nhiệt ban trưa và đầu giờ chiều ở mức 25 cho tới 28 độ và 28 đến 31 độ ở các tỉnh phía Nam của khu vực này. Hôm nay và ngày mai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời phổ biến ít mưa, ban ngày khô ráo và có nắng. Vào thời điểm trưa chiều thì trời hơi nóng với mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên sẽ tăng từ 29 đến 31 độ và Nam Bộ là 30 cho tới 33 độ. Một vài nơi tại miền Đông sẽ chạm ngưỡng 34 độ. Thời tiết nhìn chung đang khá thuận lợi cho hoạt động giao thông đi lại của người dân. Thưa bà con, vào cuối mùa mưa chuyển sang mùa khô thì dẹp sáp phát triển tăng dần mật độ và là loài sâu hại nguy hiểm cho cây tiêu, cây cà phê, làm cho cây còi cọc và suy nhược. Nếu bị hại nặng thì vườn cây có thể lụi tàn và chết. Và để phòng trừ dẹp sáp, bà con có thể áp dụng một số biện pháp sau. Cắt tỉa những cành sâu bệnh, cành già nằm trong tán lá để vườn cây được thông thoáng hơn. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây mọc tụ ở xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ngụ của mầm bệnh. Chúng ta dùng máy bơm xịt mạnh tia nước vào chỗ có nhiều dẹp đeo bám để rửa trôi mất dẹp, đồng thời tạo độ ẩm trên cây làm giảm mật độ của dẹp. Cùng với đó, bà con cần thường xuyên kiểm tra khoảng 10 ngày một lần để phát hiện sự xuất hiện của dẹp sáp ở trên lá, cành, chùm quả, thân, phần thân giáp với mặt đất và phần rễ ở trong đất. Nếu thấy có dẹp, dù ở mật độ thấp thì bà con cũng phải diệt trừ ngay vì dẹp sáp sinh sản rất nhanh. Khi phun thuốc, chúng ta chú ý phun thuốc kỹ, ướt đều cây, phun 2 lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày để diệt tiếp tục lứa dẹp non mới nở. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, chiều tối và đêm mai có mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, cao nhất là 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển thì sẽ có gió cấp 5 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho tới 17 độ, cao nhất là 17 đến 19 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày mai sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 28 độ, độ ẩm 82 đến 87%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Tây Nguyên mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất là 28 đến 31 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ban ngày có nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất là 30 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.